Một cái là muối của axit hai chất, bốn oxy, còn cái là muối của axit đơn chất. Cái câu mà đốt cháy đó là để mình xác định được cái NM đó trong công thức đó. Còn cái câu mặt khác nữa là để hỏi, mặt khác là câu hỏi mà, thì thôi a ga một muối là câu hỏi cho đi, mình không rời chứ đến câu hỏi đi chưa á. Mình phải xác định công thức của hai chất nhờ cái dữ kiện đốt cháy nè, chưa? Một là con viết con trình vỡ đốt cháy ra, con cân bằng vô để con cân bằng oxy được chưa? Mà cô thì cô nhát, cô làm biếng viết cân bằng không, con tự viết cân bằng được không nhỏ? CM này H2M cộng 4 O4 N2 nó tác dụng oxy, ở đây là cô phải cân bằng oxy vì để cho oxy mà, để cho cân bằng oxy mình sẽ mệt đúng không? Là nhớ tê độ nha, là M ra được MCO2 này, nước là N cộng 2 nước này, ok chưa, cộng với N2 oxy mấy đây, M chứ M 2M 3M cộng 2, 3M cộng 2 mà trừ 4 là 3M trừ 2, ok chưa? O2 giờ đây là 1,5M trừ 1, rồi để xem đúng không, 1,5 3M đúng rồi, trừ 2 cộng 2 là 4, đúng luôn. Rồi anh chàng thứ hai CNH 2N cộng 3 O2N. Rồi bước trái ra NCO2 này, cộng cho nước là N cộng 1,5 nước này, chưa? Yeah. Một là con biết nhiệt vẫn, còn hai là con dùng bảo toàn nguyên tố để con bảo toàn hai bên được. O2 này, O2 là 2N cộng N là 3N, 3N cộng 1,5, 3N cộng 1,5 mà trừ 2 là còn 3N trừ 0,5, và đây sẽ là 1,5N trừ 0,25. Giờ kiểm tra lại coi 2, 3, 3N đúng rồi, 0,25 trừ 0,25 và 2 trừ 0,25 là 1,5 đúng luôn. 2 trừ 1 trừ 0,25 nhân 2, 2 trừ 0,5 là 1,5 đúng rồi. Rồi số mol, đặt số mol A mol. Thì số mol của thằng O2 là 1,5 m trừ 1 nhân A. Còn của nước á là M cộng 2 nhân A. Anh chàng dưới là B. Anh sẽ là 1,5 N trừ 0,25 nhân B. Còn nước là N cộng 1,5 nhân A nhân B. Số này dùng bảo toàn nghe. Con kiểm tra cái bảo toàn chưa? Có A cộng B là bằng 0,1. Phương trình thứ hai của 2 nè, 1,5 M trừ 1 nhân A cộng cho 1,5 N trừ 0,25 nhân B thì bằng 0,26. Mấy người nhận biết đúng không? Nhân ra phương trình dưới này, nhân ra 1,5 MA cộng 1,5 NB rồi trừ A trừ 0,25 B bằng 0,26. Mình đã cô điền với số mol oxy chưa? Cho con có đúng vậy? Số mol oxy cô, số mol oxy là để cho 0,26 mà cô điền đúng vậy? Đúng rồi. Rồi rút gọn thêm lần nữa, đặt 1,5 rưỡi chung, còn lại là MA cộng NB trừ A trừ 0,25 B là bằng 0,26. Rồi nhớ nghe, ẩn của cô là một cái là ẩn A này, một cái là ẩn B. Con biết không, ở đây nếu mà đặt ẩn là mình có mấy ẩn số? 4. Số mol của x này, số mol của y này, NM là 4 ẩn số. Nhưng mà thông số đề bài cho là chỉ có 3 số thôi, là 0,1, 0,26, 0,4. Thì
Cho nên chắc chắn là chúng ta phải biện luận. Rồi, cái thứ ba, phương trình nước nè. Phương trình nước là gì đây con? Nước là M cộng 2 nhân A cộng cho N cộng 1,5 nhân B bằng 0,4. Thế mình nhân ra là MA cộng NB cộng 2A cộng 1,5B là bằng 0,4. Rồi ẩn của cô ở đây là gì? MA cộng NB là một ẩn số nè. Dạ, ẩn tính lại coi. Có đúng không? 452 này cái đầu tiên là 0, cái thứ nhì là 1. 1, 0,1. Nhân thứ hai là 1,5 trừ 1 trừ 0,25. 0,26. 1 2 1,5. 0,4 này chứ. Quên. Giải ra là NA cộng MB bằng 0,22. MA cộng NB. N 0,22. A bằng bao nhiêu? A bằng 0,06. Rồi B bằng mấy nè? 0,04. Rồi chúng ta thay A với B vô biểu thức này. Thay A với B vô biểu thức này là cô có gì đây? Là cô có là 0,06A cộng 0,04B thì bằng 0,22. Bỏ dấu phẩy thì luôn dễ thấy là 6A cộng 2B. Ôi chà, quên rồi. 0,06M chứ. 0,4N. 6M cộng 2 cộng 4M là bằng 22. 6N cộng 6M cộng 4N bằng 22. Là cứ gọn đi nào. 3M cộng 2N bằng 11, tất cả dế dài đúng không? Mà N là gì? Mũi của axit hai chất. Mà axit hai chất lần có ít nhất 2C. Axit hai chất lần có ít nhất 2C. N là của đơn chất. Đấy, M với lộn. Axit hai chất là có ít nhất 2C nên M chạy từ 2, 3, 4. N, M bằng 2 thì M bằng mấy? N bằng mấy con? 6 là 2,5 là loại. M 3 thì N 1 đúng không? Như vậy là cái thằng 4 là không có. Rồi M 3 này, M 3 láng là C mấy? C 3 H mấy? H10 O2 N O4 O4 N2 mãn là lễ tay quả xích mấy chứ? Là muối chứ. À xích hai chất, mà xích hai chất là có mấy nhóm COCO? Đúng rồi, có hai nhóm CO mà có mấy C? 3C. 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 Vậy thì lưu ý á, con lưu ý nè. Con lưu ý nè, ở đây á, ở đây là nói sao? Ở đây nói là lấy cái hỗn hợp nguyên tắc chuyển nào hát là ra được hai khí làm xanh quy ẩm. Ok chưa? Cho nên là ở trong cái thằng ít á, hoặc là gốc amin khác, trong ít trong y là gốc amin khác
hoặc là trong ít là hai góc khác nhau, trong y có một góc trừ trùng với trong ít đó. Đó còn cái thằng ít là gì, thằng y là gì con, xe máy xe hết máy hết năm CH5 O2 N. Mà cái thằng C là axit mấy chất? Muối của axit mấy chất? Muối của axit mấy chất? Đơn chất. Có một CO. Hết C chưa? Có một C với mấy? Vậy thì cái thằng thằng kia gốc axit vậy là H. Còn lại đi. Nữa 4 với mấy? Thằng Y là nợ 4, HCO nợ 4, đúng không? Rồi, như vậy là bây giờ con coi này, hoặc là cô như cô đã nói là hoặc là trong cái chuyển ra cái hai cái thằng Y này, cái thằng Y á là HCO nợ 4 này, rồi cộng với lại NaOH lẫn ra gì? HCO Na cộng với gì? Ừ. HCO Na cộng NH3. NH3 có làm xanh quy tuyến không? Đó. Mà nó là làm cho hai chất khí làm xanh quy tuyến. Vậy thì sẽ có tình huống như sau. Vậy thì sẽ có tình huống như sau. Là một á là trong cái thằng X á lẫn có hai cái góc khác NH4. Đúng không? Hoặc là trong X có một thằng là NH4 và một thằng khác. Bây giờ này nếu mà axit hai chất là phải có hai nhóm CO, phải còn dư cái C còn lại nè, thì cái C này có thể chèn giữa hai góc CO, đúng không? Thằng Y nó có thể chèn giữa hai góc CO. Nếu thằng Y mà chèn giữa thì hai bên nó sẽ là chi? Góc nợ 4, đúng không? Đúng không? Mà nếu mà góc nợ 4 có lấy không? Hai góc nợ 4 hai bên thì có lấy không? Vì đang không? Ừ. Vì hắn không tạo ra hai chất giống, hai chất khí, đúng không? Cho nên cái công thức đầu tiên đi loại. Ok chưa nè? Vậy công thức thần ý thứ hai là cái C thứ ba nó không thể chèn qua hai góc axit được, giữa hai cái nhóm CO được. Cho nên nó sẽ là một cái là H4N. Rồi CO OC gạch CO gạch CNH3 CH3. Rồi vậy có công thức XY hết chưa? Rồi bây giờ là để mắt tính cái chi? Mà khác cho nó tác dụng nào hát thôi. Vậy biến trình vô số môn có trơn chưa? Cái thằng x lẫn cộng được với lại hai lần nào ác này, và nó sẽ cho ra cái gì? NaOOC CONa đồng ý chưa? Cộng với lại khí NH3 cộng với CH3 NH2 cộng với hai lần nước. Rồi số mol có hết rồi, số mol thằng x thằng y là 0,04. Đúng cái gì nữa? Còn thằng x là mấy con? Ừ, điền số mol tính muối được không? Xem có nhận không? Ý là 0,06. Muối là cái mol con? HCO nè. Là mấy? Mà lớn là số 8.
nhưng không có 04. Nửa thằng kia là 134, nhưng không có 06 nữa. Là 10,6 gram. Được không?